Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng tôi gồm anh Tâm, AutoZone, anh Khoa, Vlog Xe và tôi là Hùng Lâm đến từ Xe Hay sẽ trả lời các anh em đam mê xe và đang muốn mua những chiếc xe trong phân khúc trên dưới 670 triệu bằng một video clip duy nhất luôn, để đỡ phải inbox hay trả lời thư, phải không ạ? Thế thì ngày hôm nay với những người tiêu dùng đang cầm số tiền trên tay là trên dưới 670 triệu, thậm chí là trên 700 triệu đi, vân vân như thế nào, chọn chiếc xe gì trong ba chiếc xe này, thì ngày hôm nay ba anh em chúng tôi sẽ chỉ ra cho các bạn những cái điểm mà chúng tôi còn lăn tăn trên ba chiếc xe này, hay nói chính xác hơn là những điểm mà chúng tôi cảm thấy chưa ưng trên ba chiếc xe này. Có lẽ là ba anh em mình bắt đầu từ chiếc Rush đầu tiên nhỉ? Nó gần nhất. Chiếc này là một chiếc mà được hãng gọi là chiếc mini SUV. SUV mini. Đấy, SUV thực thụ với khung gầm rời, body on frame. Ok, body dẫn động cầu sau. Dẫn động cầu sau đấy cũng là nét hấp dẫn, nhưng mà với tôi thì anh em mình cứ mỗi người tìm ra cái điểm gì chưa hợp lý thì nói cho khán giả biết nhé. Với tôi thì một chiếc xe mà chạy thường xuyên cho gia đình, thậm chí cho công ty, thì nó không cần thiết phải là SUV nó quá ghê gớm, đúng không? Bởi vì nếu chạy hàng ngày mà con này, nếu mà đã là SUV thì nó phải là hai cầu, nó lại không hai cầu. Vậy nếu hai cầu chúng ta có thể chơi được, nó lại là một cầu. Đó, thì đấy cũng là một điểm mà tôi chưa thích lắm. Trước mắt là em hoàn toàn đồng ý với anh về vấn đề đó, bởi vì khi ra mắt Rush là Toyota ra mắt bộ 3 chứ không phải ra mắt một chiếc xe này. Cho nên là họ đã có cái Aventra là cái dòng mà để thiên về đi gia đình nhiều hơn một tí. Rush thì họ đã định nghĩa nó nằm ở phân khúc cao hơn một tí, có nghĩa là mini SUV, thì nó nên có một cái phiên bản hai cầu. Hai cầu. Chứ nếu mà nó chỉ có một cầu thì nó lại cũng chả khác gì con Aventra kia. Về con Rush này, em thấy nó có nhiều điểm khá dở hơi. Thứ nhất là cái việc body on frame làm cho sàn xe nó cao. Và khi mà sàn xe nó cao thì cái việc bước vào hàng ghế thứ ba nó sẽ nhọc hơn hẳn so với Xpander Cross. Đúng rồi. Điều này em thấy là ít người nói đến. Và cái thứ hai là con Xpander Cross, theo em, cái việc sử dụng khung gầm liền khối unibody nó cho cảm giác lái nó có vẻ là ổn định hơn so với lại kiểu body on frame của con Rush này. Nó gần gũi hơn. Đúng rồi. Nó chính vì hơn. Nếu như mình mua xe với tiêu chí sử dụng hàng ngày ấy, thì mình lại không cần thiết kiểu body on frame như thế này. Cái này nó sẽ đi đường khó khăn một chút. Nhưng nếu mà đường khó khăn một chút thì mình lại mong muốn có một cái động cơ nó hợp lý hơn, cái động cơ 1.5 này. Chính vì thế mà cái con này nó được cái tiếng là SUV nhưng mà nó chưa tới. Thà nó làm tới hẳn đi, động cơ nó mạnh hơn một chút, hai cầu, bán đắt hẳn lên đi, thì anh em lại thích. Nhưng mà có một cái mà có lẽ là anh em mình đều phân vân nhất, đó chính là cái con xe này là Toyota nhưng cũng không phải là Toyota, nó lại là Daihatsu. Đúng, đúng. Nó là thì, một chiếc ở thị trường nước ngoài thì nó là chiếc Terios của Daihatsu. Terios của Daihatsu. Nếu mà như các bạn biết thì thật sự thì Daihatsu thì cũng Toyota mua lại rồi, và tại thị trường Nhật Bản thì những cái xe mà nhỏ nhỏ nội địa thì họ không lấy tên Toyota mà họ sẽ sử dụng tên Daihatsu. Có thể nói là con Rush là cái con xe ít giá trị cốt lõi nhất của Toyota tại Việt Nam hiện nay. Tức nghĩa là lái thì dĩ nhiên là lái không hay rồi, nhưng mà cái việc body on frame khiến cho cái xe chồng chành, và Toyota họ làm cái hệ thống treo cứng rồi thì cái cảm giác đi chiếc xe này nó tưng, nó không có được êm như là Xpander Cross, nó không thỏa mãn được cái tiêu chí số đông kiếm ở phân khúc này. Họ đang cố gắng để làm cho chiếc xe ở một cái phân khúc cao hơn bình thường là SUV, thì nghe nó có vẻ cao cấp hơn. Nhưng nếu chúng ta là người dùng tiêu dùng hàng ngày, chúng ta chở gia đình, chở anh em trong cơ quan, chở công ty, thì không ai chúng ta lao vào những cái đường mà cần thiết phải đến mức độ như thế này, với cái động cơ nó lại hơi yếu. Có thêm một cái khuyết điểm của cái body on frame nữa là bởi vì cái sàn xe nó cao, cho nên là ở cái khung phía trên đó các bạn thì có thể thấy là các cái ô kính nó sẽ bị thu hẹp lại. Đúng. Thì điều này nó cũng giảm cái tầm quan sát của người lái. Nhưng mà thường trên những cái SUV cỡ lớn á, vì cái xe nó bự quá cho nên là dù nó hẹp hơn nhưng mà nó vẫn ổn. Còn khi một cái trên một cái xe nhỏ như thế này mà bị hẹp cái ấy lại, thực sự thì nhìn vô thì nó vẫn lái được bình thường thôi. Nhưng mà khi mình ngồi lên mà mình đang, vì trong cái clip này là clip so sánh, cho nên khi là mình ngồi lên một cái xe khác thì mình sẽ thấy là ảo, sao cái view nó nhìn rộng đến như thế. Đúng rồi. Còn trên Rush thì nó bị hạn chế lại. Nó bị hạn chế. Bổ sung thêm cái ý mà em nói là nó chưa thỏa mãn nhiều giá trị cốt lõi của Toyota, là nó hao xăng hơn so với là Xpander Cross. Cái này là chắc có chắn một rồi. Phần là do cái
dẫn động cầu sau. Đúng, dẫn động cầu sau mà. Dẫn động cầu sau thì nó sẽ bị hao phí công suất nhiều hơn. Cân nặng nó cũng yếu hơn và nó chính xác. Chính nó hao xăng hơn. Nhưng mà bù lại thì mình cũng phải khen tí nha. Bù lại thì khoan, bây giờ là mình đang nói đến cái việc là anh em lăn tăn. Mà anh em đã lăn tăn ý, có nghĩa anh em người tiêu dùng lăn tăn thì anh em chỉ muốn nghe là mình lăn tăn cái gì thôi. Mình cứ chê hết cả ba xe, cái gì mà mình chê hết đi. Ok. Thì bởi vì anh em lăn tăn mà, đúng không? Cho nên là lát nữa sau khi mình nói hết nhược điểm xong thì mình sẽ thấy là cái này nó cũng có những cái ưu điểm thì mình sẽ nói cho anh em nghe. Được không anh em? Nhờ. Nên thế là hợp lý. Rồi, sẽ công bằng hơn. Tiếp về Rush nữa. Một cái điểm làm em khó chịu về con Rush này đó là cái ghế ngồi của nó. Nó ngắn. Cái ngã lưng á, cái độ hỗ trợ lưng á nó ngắn, nó kỳ kỳ. Đây là cái mà mình những người lưng dài như chúng ta. Như mình và Khoa thì ngồi nó hơi khó chịu. Và cái Rush này là cái xe mà khó tìm cái điểm thoải mái nhất ngồi trên xe. Mình cứ phải tiến phải lùi, phải tiến phải lùi mãi mà mình không tìm ra được một cái điểm thoải mái, bởi vì bản thân cái đầu gối của mình va ngay vào cái ổ khóa. Rất khó chịu. Thôi bây giờ để kết về Rush đi. Là mặc dù tên Rush tức nghĩa là tiếng Anh là vội vã, nhưng mà em nghĩ là chiếc xe này không nên lái nhanh. Bởi vì có thể miêu tả cái cảm giác lái của con Rush theo một cái bài của Bích Phương là từ chối nhẹ nhàng thôi. Đó là cảm giác lái của Rush nó giống như là đứa nhân viên, bởi vì nó khó để làm chủ. Đúng rồi. Cảm giác body on frame đi, nó chồng chành tốc độ cao, nó khó kiểm soát theo ý của đúng. Mình. Thực ra cái xe này nó sẽ thật tuyệt vời nếu như nó có bản hai cầu và có bản số sàn. Thì anh em mình lại chơi, lại nghịch thì nó lại sẽ rất là hay, lại rất là ở một cái khía cạnh rất là hấp dẫn. Bởi vì nó là hai cầu, anh em mình có thể đi off-road, đi các thứ thì nó hợp lý hơn. Chứ nếu mà lại dẫn động một cầu, cầu sau đã là ok rồi. Nhưng dù sao nó vẫn là một cầu thì anh em mình không thể đưa vào những cái tình huống khó được. Thì nó hơi phí, bởi vì bản thân con xe này ấy, nếu như nhìn ở bên ngoài chúng ta vẫn nghĩ nó là một chiếc MPV thôi. Thực sự thì trải nghiệm thực tế của nó đó, khi mà các bạn nếu mà đi đường phố thì không thấy được sự khác biệt nó nhiều đâu. Nhưng mà thí dụ chúng ta đi đường ngoại thành, đi tốc độ cao mà đặc biệt là cái đường nó hơi bị mấp mô một tí thì chúng ta sẽ thấy được cái gọi là cái sự lắc lư của nó, cái sự rung động của nó sẽ khác biệt nhiều so với lại những cái xe mà không phải là body on frame. Còn về động cơ thì con này nó cũng không vượt trội, nó cũng không vượt trội gì so với những cái con cùng tầm giá. Hình như là công suất thấp nhất trong ba chiếc xe. Công suất thấp nhất đấy, công suất thấp nhất chính đấy. Xác là mức mô men xoắn của Rush nó thấp hơn so với Xpander Cross. Em nhớ là khoảng 5-6 Nm. Thế nên là cái cảm giác đạp ga của con Rush nó bị ì, nó không có lên tự nhiên như là Xpander hay là Xpander Cross. Với tôi thì con này ấy, nếu mà ở cái phân khúc mà bán đại trà cho người tiêu dùng ấy, thì vẫn nên định vị nó là MPV thôi. Đừng có cố đẩy nó lên thành SUV làm gì. Thậm chí là chỉ chạy cầu trước thôi và giảm giá bán cho người Việt Nam để người ta... Thì đấy. Thì nhưng mà đã đẩy lên SUV rồi thì lại thiếu mất cầu trước. Họ, bởi vậy mới nói là họ ra một bộ sản thiếu. Phẩm chứ họ không ra một riêng lẻ. Hơi phí cho Rush. Chính vì thế mà doanh số của Rush cũng không phải tốt. Cũng không vội vã luôn. Không vội vã. Rồi bây giờ mình đến cái điểm mà còn lăn tăn ở trên chiếc Xpander Cross đi. Có điểm gì mà mọi người lăn tăn? Rồi bây giờ về cái phần Xpander Cross này em xin phép nói trước. Bởi vì nó như thế này. Xpander thường và Xpander Cross, cái mà em đang lăn tăn á là cái sự khác biệt về ngoại hình, công năng không quá nhiều. Không quá nhiều. Tức là ví dụ như dĩ nhiên số tiền người ta bỏ ra nó cũng không nhiều. Em nhớ là con này nó chỉ mắc hơn cái bản thường đâu đó khoảng tầm 40 triệu thôi. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự là nhìn vào cái xe này với nhìn vào cái xe thường nó không có sự khác biệt rõ ràng. Có nghĩa là người mua sẽ bị lăn tăn ở chỗ là có đáng để mình phải bỏ ra thêm. Nó chả khác gì nhau, nó chả khác gì. Về mặt thị giác là không khác gì nhau. Nó chỉ có khác là ok, thứ nhất là về màu sắc là có cái thêm cái màu này là cái màu nhận diện của Rolls thôi. Ví dụ như mình nếu mà các bạn mua Rolls mà bạn mua màu trắng hay là màu bạc gì đó thì nó y xì một cái bình thường. Thêm thanh giá nóc. Thanh giá nóc rồi mấy cái, nói chung là những cái bên ngoài nhiều quá. Thì đây là sẽ là một cái lăn tăn. Vì nó sẽ không lăn tăn với dòng xe khác, nhưng mà nó sẽ lăn tăn với chính nó ở cái phân khúc thấp hơn, đó là Xpander thường. Thật ra ở cái tầm giá của Xpander Cross thì em nghĩ là nên có thêm trang bị tiện nghi nữa, thêm cái tự động đèn nè và cái máy lạnh tự động nữa là em ổn, em thấy ok. Đấy thì rất ok trong nó tầm thiếu giá. Hai cái đấy. Thực ra nếu như mà nó hay là do cái Xpander thường nó đầy đủ quá rồi. Có thể cũng cruise control cũng các kiểu. Chỉ có điều là ví dụ như mâm xe thì xe này to hơn bản thường một tí. Thì cái thật sự cái sự lăn tăn lớn nhất của em á, khi mà em đặt mình ở cái vị trí người đi mua cái xe này á, thì em lăn tăn là có nên lấy cái chiếc Cross hay không.
Thực ra cái dòng MPV ở trong phân khúc ô tô nói chung bây giờ nó vẫn là một cái gì nó dễ tiếp cận với số đông. Số đông người dùng thì vẫn thấy hợp lý. Nhưng mà anh thì anh không thích con này ở cái chỗ là giá như nó khỏe thêm một tí. Động cơ của nó là dùng ok. Nhưng mà với anh em mình thì nếu như nó mạnh hơn một tí nữa. Thực ra nó cũng so với cái con bên cạnh này nó cũng ok cũng bằng. Nhưng nếu nó mạnh hơn một tí nữa thì hợp lý hơn. Đấy thì cũng có thể là điểm tôi không thích thôi, nhưng mà anh em thì cũng có thể chấp nhận được. Thực ra cái con xe Xpander Cross này thì tôi thấy nó cũng khá là tròn trịa. Cho nên là để mà lăn tăn thì cũng khó. Nhưng tôi vẫn cứ lăn tăn là nếu như giá như có thêm khoảng 2-4 khí nữa. Tôi là thích về tính năng an toàn. Nên giá như tất nhiên là so với đối thủ các thứ thì nó cũng ngang ngang rồi. Nhưng cứ giá như đi, anh em mình cứ đòi hỏi đi thêm 2-4 khí nữa thì hợp lý hơn đấy chứ, đúng không? Đòi hỏi rồi em nghĩ là đòi hỏi hẳn 4 túi thêm nữa đi, là 6 túi cho tròn. Bởi vì ba chiếc xe ở đây thì chỉ có Xpander Cross là chiếc xe duy nhất có 2 túi khí. Ít túi khí nhất. Hai chiếc xe còn lại là đấy, 6 túi. Toàn 6 túi mà. 7 túi. Thậm chí là Toyota là rất bảo thủ mà có những cái xe bây giờ đã 7 túi khí rồi. Vios đã 7 túi khí rồi. Em còn thêm một cái điểm lăn tăn nữa, đúng không? Là đi xe này ra ngoài đường bị đụng hàng nhiều quá đi. Giá như mà bán ít lại thì đôi khi một số người ta thích cái sự khác biệt á. Đôi khi mình mua cái xe mà ở ngoài đi quá nhiều thì đôi khi nó lại là cái thứ lăn tăn. Có một số người thì người ta sẽ mua bởi vì nó an toàn, bởi vì nhiều người lựa chọn thì khi mình mua thì nó sẽ an toàn hơn. Nhưng mà có một số người thì sẽ ngược lại. Muốn khác lạ một tí. Đúng rồi, muốn khác lạ một tí. Thì đúng, công nhận là con này bây giờ bán cũng được nhiều cho nên là đi ngoài đường cũng nhiều quá. Có những người thì sẽ thích là nó phổ thông, nó dễ thế, đúng không, cộng đồng. Nhưng mà lẫn vào đám đông thì lại cũng không thích lắm. Dạ đúng rồi. Người ta luôn muốn cá tính hóa, cá nhân hóa chiếc xe. Thế thì sơn tên của mình lên nắp capo. Ok, còn con này còn điểm gì lăn tăn nữa anh em muốn nói không? Ví dụ như là hộp số. Hộp số con này là 4 cấp. Ổn mà. 4 cấp với cái sức mạnh như thế này. Có một cái điểm này nó nhỏ thôi, nhưng mà cái vấn đề là anh thấy là trên cái chiếc Xpander Cross này họ trang bị thêm những cái tấm ốp ở xung quanh cái thân xe. Điều này làm cho cái cảm giác cái bánh xe nó còn bị âm vô nhiều hơn so với lại cái Xpander thường. Đúng rồi. Thì thật sự cái này nhìn nó xấu thật. Nó giống như là thủ, cái người mà không phải thủy thủ. Anh mặc một cái đầm. Có nghĩa là cái thân thì nó rộng ra tới đây nhưng mà hai cái chân thì nó là nằm ở trong. Thì nó nhìn nó không cân đối lắm. Không cân đối. Em hiểu ý của anh Tâm, kiểu như là tập tạ phần trên mà quên tập chân. Đúng rồi. Tròn. Thì nếu như mà cái chiều rộng cơ sở mà được tăng cường hơn thì em nghĩ nó sẽ hoàn chỉnh hơn. Đúng rồi. Còn về nội thất thì mọi người có phàn nàn vấn đề gì không? Có cái tay phanh mà nhiều anh em nhắc suốt nhỉ? Có một điểm rất là phải nói là không phải góp ý ngay với Mitsubishi là nên thay đổi ngay, đó là cái bệ tì tay ở giữa. Một cái xe được thiết kế để đi đường xa, dài. Và nó thật sự là cái ghế ngồi của Cross là thoải mái nhưng bù lại là không có cái bệ tì tay ở giữa. Đúng rồi. Nó một cái sự quá đáng tiếc. Khi đi đường xa mới thấy được là nó... Nó nhỏ thôi nhưng mà tự nhiên lại vô duyên. Đúng rồi. Trong khi cái chỗ hộc để rất rộng là lợi thế rồi. Dạ, tự nhiên làm thụt nó xuống, đúng không? Là nhẹ nó vừa đúng cái này, mở ra thì... Hoặc là gắn trên ghế rồi hạ xuống cũng được. Là tôi toàn phải để cái túi của tôi để đè lên để cho nó tiện. Đấy, cái này là... Túi tiện hơn. Cái này là... Túi tiện hơn. Túi tiền mà. Đấy, nên góp ý. Đấy là cái mà chúng tôi lăn tăn về chiếc Xpander. Cũng là những cái mà lăn tăn và cũng muốn góp ý đến tất cả các hãng là làm cho nó tròn trịa một tí thì thích hơn, đúng không? Rồi, bây giờ với chiếc xe Kona là chiếc xe cũng tôi nghĩ là hài hòa nhất, nhưng mà cũng sẽ rất nhiều cái điểm mà anh em sẽ lăn tăn. Bởi vì bản thân nó là một chiếc xe nhỏ hơn so với hai chiếc xe còn lại. Cái điều đầu tiên mà em nghĩ nha, nhiều người vẫn lăn tăn nhất, đó là xuất xứ của cái xe này. Xe Hàn Quốc. Thì thật sự bây giờ ai cũng biết là xe Hàn Quốc nó ngon rồi. Hyundai, Kia bây giờ đã khẳng định được cái chất lượng của mình trên thị trường nhiều năm rồi. Nhưng vẫn còn rất nhiều người, chúng ta đang nói về những người cầm một số tiền nhiều để mua ô tô và họ vẫn đang phân vân lăn tăn là ok với tầm tiền này. Thí dụ mình mua Toyota, những người đấy là có một cái niềm tin tuyệt đối vào xe Nhật. Dạ đúng, chính xác, chính xác. Thì thật sự đối với họ đó vẫn là cả một gia tài, chứ nó không phải là thích là mua.
Cho nên là cái thứ mà chúng ta phải lăn tăn các bạn là xuất xứ của nó. Mua xe Hàn là một sự mạo hiểm. Đúng. Một sự mạo hiểm. Em đồng ý với lại anh Tâm ở điểm này là cái việc chọn xe online thì rất là dễ, nhưng mà tới lúc mà cầm cục tiền đúng rồi. Cái cảm giác mình nó khác lắm, suy nghĩ mình nó cũng khác hẳn. Rồi với con này thì tôi lăn tăn là nếu như cái mục đích của bạn ấy là chở gia đình đông người rồi đi công ty, thậm chí thỉnh thoảng mà muốn kiếm tiền chạy Grab chẳng hạn, thì con này hơi thiệt, bởi vì nó thiếu đi hai chỗ, nó nhỏ. Con xe này ấy, nó chỉ là con xe để chơi thôi. Đúng. Đó. Để đi phố chứ với cái thiết kế này mà nhét thêm hai ghế thì cũng không ngồi nổi đâu. Ngồi nổi. Bởi vì nó nhỏ mà giá của nó nhỉnh hơn hai con sau lưng một tí. Đấy cũng là một vấn đề mà nếu xét về tính thực dụng ấy, thì con này không có tính thực dụng. Con này chỉ là thể hiện cá tính thôi. Bạn nào trẻ muốn nổi, muốn đi gọi là diện, đẹp, sĩ diện đi, nói luôn là sĩ diện đi, thì nó sẽ hợp lý hơn là những cái dòng MPV, đúng không? Bởi vì nó chỉ dành cho 4 người gọn gàng thôi. Đúng rồi, về độ thực dụng, về cái không có độ thực dụng gầm thì nó sẽ thiệt hơn hẳn so với là Xpander Cross và Toyota Rush. Phải sang gầm như thế này thì em nghĩ là vừa đủ đi phố. Đi nhưng phố. Mà để mà đi những cái địa hình khó khăn một tí thì cũng cân não đó. Thực ra mà nói á, những cái người tiêu dùng á thì thông thường họ sẽ cố tìm cái xe ngon nhất thay vì họ tìm cái xe phù hợp nhất. Nhưng mà với gọi là có tí kinh nghiệm của các anh em đứng ở đây thì vẫn muốn gửi lời khuyên đến tất cả mọi người là chúng ta nên tìm cái xe phù hợp với mình nhất. Cái xe mà phù hợp với mình nhất á, nó sẽ là cái xe tốt nhất. Chứ đừng cố đi tìm một cái sản phẩm tốt nhất mà nó lại không phù hợp. Đúng rồi, nó phù hợp với nhu cầu. Nhu cầu hàng ngày của bạn là gì, bạn dùng nhiều nhất vào việc gì thì nó sẽ hợp với các bạn hơn là cái xe tốt nhất trong tầm giá. Đấy, thì ngày hôm nay chúng tôi vẫn là gọi là bóc hết tất cả những cái mà chúng tôi lan tăn thôi. Chúng tôi lan tăn thôi. Cái xe này là cái xe trang bị động cơ 2.0, mặc dù là tốt hơn so với hai chiếc xe còn lại. Vậy thì chắc chắn nó sẽ hao xăng hơn hai chiếc. Nhưng đúng, nhưng nó cũng không phải là động cơ 2.0 mạnh nhất ở trong phân khúc. Đúng không? Động cơ 2.0, nhưng ngày xưa tôi chạy một chiếc Focus là cách đây từ 2012, 18 năm rồi. Động cơ đã 170 mã. Con này 2.0 mà động cơ có 150 mã. 50 mã đó. 8 năm sau rồi mà còn yếu hơn thì nó cũng không phải là sự tuyệt vời. Con này thì phải bàn 1.6 turbo thì xuất sắc. Nhưng mà ở đó thì nó không còn nằm ở mức giá này nữa. Đấy, nó đắt. Với tôi thì Kona này vẫn là một con xe giá nó hơi cao cao một chút. Giá như nó rẻ. Đấy. Với cả cái thiết kế cái cụm đèn của Kona ở dưới này, cụm đèn này thì tôi không thấy thích lắm. Đây là cái khẩu vị của tôi thôi. Em cũng vậy. Em thấy là càng ngày càng có nhiều hãng xe họ làm cái này, ngay cả Xpander Cross cũng vậy nè. Nhưng mà thực sự là có lẽ do mình cổ điển quá hay sao á, mình vẫn quen cái kiểu là cái đèn nó nên nằm cao lên một tí. Còn khi mà cái đèn chiếu sáng phía trước đưa xuống cản rồi cái mí ở trên thì có thể là do xu hướng, nhưng mà nói chung là về cá nhân thì em không thích. Cái con xe nhỏ này thì đấy, cái điểm mà kém nhất so với hai chiếc xe còn lại là tính thực dụng nhỉ. Tính thực dụng nó không có, bởi vì nó là một chiếc xe chơi, nó không chở được đủ 7 người nếu như các bạn là một gia đình đông người. Nó cũng không tiết kiệm bằng. Rồi còn một cái nữa cũng liên quan đến tính thực dụng là cái tính thanh khoản. Đến lúc bán lại nó lỗ hơn chắc chắn luôn. Xe Hàn mà, cho nên là nhất là Kona. Kona này bản chất thực tế nếu tôi không nhầm thì nó là một con i20 active ngày xưa nâng cấp lên. Nó thay thế đèn thôi chứ còn y chang. Nhìn thì có vẻ to nhưng mà đứng gần thì nó bé xíu so với hai con xe còn lại. Hai con xe còn lại nó lợi thế là nó rất là to rộng rãi. Đấy là một cái điểm mà tôi, nếu mà để tôi chọn ấy, mục đích của tôi là đi gia đình, đi tiết kiệm và đi, tại vì mình cũng không phải giàu có gì, mình thực dụng mà, thì mình sẽ không chọn Kona. Kona này nếu như tôi của cách đây khoảng 10 năm, hơn 10 năm thì khả năng tôi sẽ chọn, vì lúc đấy tôi còn trẻ, thích chơi bời, thích gọi là tóm lại là nhà cũng phải có tiền một tí, bố mẹ mua cho con. Chứ còn nếu mà là đã là trưởng gia đình mà mua con này thì tôi thấy là Sugar hơi Baby chơi. Mua cho Sugar Daddy mua cho Sugar Baby cũng được. Đấy, đấy là cái lan tan của tôi. Thế là anh em mình bị Kia nhập hay sao mà không nói gì được về Hyundai vậy? Không, em chỉ nhìn con này thì em chỉ lan tan là thiếu đi hai chỗ thì chúng ta sẽ nhận lại những gì. Thế thì
nhân tiện là bây giờ nói đến cái điểm đấy thì mình nói đến những cái ưu điểm của ba xe đi. Con này ưu điểm là gì? À, về option thì chắc chắn là nó nhiều hơn so với lại hai chiếc xe 7 chỗ kia. Ghế tài chỉnh điện nè. Rồi đèn tự động, gạt mưa tự động. Đó. Xe Hàn mà, xe Hàn thì không thiếu gì ngoài option cả. Rồi phanh sau là phanh đĩa. Cái này thì nên lưu ý nè. Đúng, thật sự thì cũng chưa hiểu nổi là tại sao năm nay là 2020 rồi mà trên ô tô người ta vẫn có một rất là nhiều dòng xe dùng cái phanh tăng trống. Vì thật sự thì nó vẫn tốt thôi, nó vẫn về độ an toàn nó vẫn đạt tiêu chuẩn hết á. Về thẩm mỹ thì xấu lắm đúng không? Về thẩm mỹ và về cái để bảo trì, về vệ sinh, về lâu dài thì phanh đĩa nó vẫn hợp lý hơn. Với những người mà trẻ trung mà cá tính ý, thì có lẽ là sẽ hướng đến cái con này, thích thể hiện bản thân ý, thì cái con Kona này lại hay hơn. Vậy tính ra con này là Rush mới đúng nè. Ừ. Con này mới có thể chạy vội vã được nè. Ừ, chạy vội vã, đổi tên. Đúng không, con này. Còn con kia là Cano mới đúng. Đúng rồi. Con này nhá, đi trong nội thành hay đi các thứ mà muốn đi lanh lanh một chút ý, thì nó lại rất hay. Tóm lại là về kiểu dáng ý, thì tôi nghĩ là trẻ trung và cá tính hơn. Thì ai mà trẻ trẻ nhỉ? Kiểu mới ra trường bố mẹ mua cho, hoặc là Sugar Daddy mua cho một Sugar Baby mua tặng đấy, thì hợp lý. Thì chạy con này thì lại rất hợp lý, gọn gàng để đâu cũng tiện nhỉ? Đấy là ưu điểm của Kona. Nhưng mà hình như là thời điểm này là Kona hơi tăng giá hơn so với hai con này một chút. Tăng hơn thì như 20-30 triệu thì phải. Nếu anh không nhầm, đúng không? Đấy, cái mục đích nhỉ? Mình lại nói đến cái nhu cầu và cái mục đích. Thì nếu ai trẻ trung đúng không? Thích không cả cần tính, phải 7 chỗ. Không thực dụng, không muốn thực dụng vì mình thích khoe mà. Không, tại vì thực tế có rất là nhiều người nói chung là bị tham, người mua xe hay bị tham lắm. Anh thế mà, anh thế. Người mua xe bị tham lắm, cho nên là có một số những người bạn mua xe thì phải nhất thiết là phải lựa 7 chỗ. Mà thực tế là không bao giờ ngồi được. Không bao giờ ngồi đủ. Không bao giờ, tại vì khi mà ngồi đủ 7 người thì lại không có chỗ đi đâu. Đúng rồi. Các bạn cứ tưởng tượng đi, 7 người ngồi trên xe thì ít nhất là phải có 7 cái túi, 7 cái vali, 7 cái túi sách. Thì khi mà đi như vậy thì lại rốt cuộc là cũng không có ngồi đủ 7 người. Thì đấy, nên quay chứ còn là mua xe 7 chỗ cũng chỉ để ngồi 5 người. Bản thân anh là ngày xưa cũng dùng một chiếc xe 7 chỗ đây, nhưng từ lúc mua đến lúc bán xe là sử dụng hàng ghế phía sau đúng 4 lần. Đó. Đúng 4 lần mà không phải anh dùng, mà là toàn bạn mượn để dùng. Thế cho nên là cân nhắc kỹ giữa việc 4 chỗ và 7 chỗ, nếu bạn có thực sự nhu cầu sử dụng, cần dùng hay không. Nhà có đông người, ba thế hệ hay là công ty hay chở đông người. Sử dụng một tuần, nếu 7 ngày bạn dùng khoảng 3 đến 4 ngày thì hãy nghĩ đến cái việc đấy. Còn nếu mà một tuần chỉ dùng một ngày. Có nhiều gia đình người ta mua xe đôi khi một tháng, hai tháng mới chở đủ 7 người thì kiểu về quê, kiểu đi này nọ thì nó lại quá lãng phí. Nó phí. Nó quá lãng phí. Rồi, bây giờ anh em mình đến cái kết thúc với lại Hyundai Cross. Ưu điểm của Mitsubishi Xpander. Nếu mà nói về ưu điểm của xe này thì em nghĩ là phải nói cả ngày. Bởi vì không phải là những người ở đây nói, mà là thật sự là Xpander là cái dòng xe bây giờ nó quốc dân luôn rồi. Quốc dân. Vì gần 30.000 xe bán ra thị trường, thì hẳn trong số các bạn đang xem cái clip này thì chắc chắn cũng có rất nhiều người đã từng ngồi qua cái xe này rồi. Không phải tại tự nhiên. Có thể là đi rap, có thể là đúng không? Mà nó không phải là tự nhiên mà nó lại bán được như thế. Thì chắc cũng không cần nói, ưu điểm lớn nhất của nó sẽ là rộng rãi, cực kỳ rộng rãi ở bên trong. Rồi mình thích nhất là cái số tiền mà mình bỏ ra so với cái giá trị mà mình nhận được cho một chiếc xe. Thì tôi đánh giá là Xpander đang là cái mà chỉ số cao nhất so với tất cả những cái xe gọi là best value á. Mặt best value đấy, mặt bằng ở trên thị trường thì không có một chiếc xe nào mà mình mà nói quá lời thì nó là xe một chiếc xe rất thực dụng. Bởi vì số tiền bỏ ra thì ít nhưng mình lại được hít rất nhiều thứ. Đó. Thì đây riêng là... em thì em lại thấy Xpander Cross và Xpander nói chung á, trong phân khúc của nó thì nó là một chiếc xe toàn diện. Có thể về mặt option thì nó sẽ không phải là nhiều nhất, nhưng mà cái nết, cái trải nghiệm của nó đem lại thì em thấy nó rất là ổn, chạy âm tốt, treo êm. Đó là những cái mà số đông họ tìm kiếm nhiều nhất ở cái phân khúc này, một cái xe gia đình. Và cũng nhắc lại cho mọi người nhớ một tí là đây là cái phiên bản đã được vừa được nâng cấp, mà những cái nâng cấp này là những nâng cấp rất là giá trị luôn. Vì khi các khách hàng mua cái Xpander đời đầu á thì họ mua về họ cũng nâng cấp y chang vậy. Ví dụ như đèn chiếu sáng phía trước nè.
đúng rồi. Đời trước là halogen, đời này lên LED thì thật sự là, cái này là cái mà giá trị lắm luôn á. Ăn tiền luôn đấy. Ăn tiền luôn á. Cái đèn này là đẹp đẹp như đèn của C200 ấy. Không mà nó sáng lắm. Nó sáng lắm, nó rất sáng. Em đã từng test nó đi ban đêm rồi, nó rất sáng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ví dụ như là cruise control. Cruise control là một những cái option mà nên có. Nhiều xe khác cũng tầm tiền không có. Dạ. Với lại một cái điểm mà em thấy thích ở cái bản nâng cấp 2020 mới của Xpander, đó là kết nối Apple CarPlay. Kết nối được cả Apple CarPlay, Android Auto đây. Nó là một cái cũng chạy khá là mượt mà đó nha. Mượt mà. Đấy là cái mà cũng hay. Cái này thì còn một cái nữa là cái khẩu vị của tôi thôi. Thì tôi thấy cái design của Xpander là cái mà tôi thích nhất. Bởi vì nó lại vừa mang cái cá tính trẻ trung. Như nếu như chúng ta nói Kona đã cá tính trẻ trung rồi thì con này nó không hề kém nhá. Về độ trẻ trung nó không hề kém một chút nào cả, nó vẫn rất cá tính, nó thậm chí nó còn ấn tượng hơn bởi những cái đường nét cực kỳ hay. Thì chúng ta đi xe này chúng ta sẽ không bị là coi là ô ông này ông chạy con xe taxi hay chạy con xe dịch vụ. Nhiều con xe là dù nhìn một phát thôi là mình biết ngay là ôi ai lại đi con xe taxi đúng không? Đấy, xe của anh Khoa chẳng hạn. Nhìn xe của anh Khoa là tôi biết ngay là anh Khoa ơi sao không, em lại chạy con xe dịch vụ. Không có cái xe dịch vụ nào nó tệ như thế anh. Thì đây là một chiếc xe mà đẹp. Phải nói luôn là khẩu vị của tôi, nó là một chiếc xe đẹp cá tính. Rồi nó lại còn độ được rất nhiều thứ nữa chứ. Độ hạ gầm rồi các thứ. Anh Tâm công nhận không? Anh Khoa thấy thế nào? Chuẩn đúng không? Quá chuẩn. Đây là chiếc xe MPV hiếm hoi mà nó độ lên là nhìn đẹp. Không, đẹp. Nó là như thế này nè. Như thế này nè. Để biết nó chuẩn như thế nào á thì mọi người nên xem nhìn nhận một góc độ này. Lứa tuổi nào ngồi vô nó cũng được. Ừ. Ví dụ như cái anh chàng 18-20 ngồi mới vô nó cũng được. Mới ra trường ngồi cũng được luôn. Một chú, một bác 60-65 tuổi ngồi đấy, vô chú, nó chú ngồi vẫn được. Thật sự. Còn ví dụ như Kona mà thí dụ người mà đứng tuổi một tiếng ngồi thì nó lại kỳ. Nó lại ừ. Chúng nó lại bị choai quá. Chỗ này mà ngồi thì hơi bị hao Sugar Baby. Thôi, thế này là anh em mình cũng đã nói hết cái ưu điểm rồi đấy. Còn gì nữa không nhỉ? Thế là đủ. Ừ. Em nghĩ đủ rồi. Động cơ cũng tiết kiệm đúng không? Động cơ nhỏ hơn con kia, không khỏe bằng con Kona nhưng bù lại thì nó lại tiết kiệm. Và nó có cái tính ổn định, cái độ tin cậy. Với tôi tại sao tôi lại nói cái độ tin cậy? Bởi vì cái đấy là cái mà chỉ số anh em mình cũng nên. Bởi vì đi mà nó có vấn đề gì là rách việc lắm. Cứ như là cứ một cái xe mà các bạn cứ tưởng tượng nó giống như một cái xe máy mà mình sáng mình mở mắt ra mình để cái nổ khỏi phải lăn tăn cái gì trong đầu là hôm nay nó có bị gì không, ngày mai nó có bị cái gì hay không. Thì thật sự là nó, mình nghĩ là nó không gì lớn đâu, nhưng mà khi mà nó những cái trục trặc xảy ra nó cực kỳ khó chịu anh em. Đôi khi những cái trục trặc nó rất nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ ám ảnh vô trong cái tinh thần của mình, nó sẽ cảm thấy mà mệt mỏi. Và ngày qua ngày ấy, mình nhìn cái xe mình cảm thấy sợ lắm, trong cái đó một cái xe mà nó lành á mình cảm thấy thích lắm. Thì mình không phải bận tâm nhiều về nó, cứ thế mà chạy thôi, tới kỳ thì bảo dưỡng rồi xong thì cứ lấy ra mà chạy, khỏi phải lăn tăn gì. Thì đây là một những cái ưu điểm. Sau hơn 30.000 xe bán ra thì thứ nhất là nó cũng là chiếc xe phổ thông cho nên là cái cộng đồng nó nhiều, đồ đạc thay thế các thứ nó cũng dễ, rồi mình học hỏi nó cũng dễ. Cái thứ hai là tôi đã tìm hiểu rất kỹ là cái xe này, cái phụ tùng thay thế cho chiếc xe này ngày xưa thì nhiều người phàn nàn thật là giá hơi cao, nhưng bây giờ nó đã đào xuống rất nhiều rồi. Em có nghe được thông tin của hai bên đã rẻ xuống rất nhiều rồi và thậm chí không thua kém gì so với người anh em gọi là đứng đằng sau tôi. Nói về cái điểm này thì Toyota Rush nó thua xa đúng không? Bởi vì em đã từng vào đại lý Toyota đi bảo dưỡng xe và em thấy cái chi phí bảo dưỡng của Toyota Rush nó cao hơn cả Toyota Innova. Ôi trời. Bạn... có nghĩa là do là nó là nhập và cái số lượng nó bán ra quá ít. Đúng. Cho nên số lượng xe bán ít thì cái số lượng phụ tùng ra sản xuất cũng ít và đúng nó rồi. Kéo theo cái giá phụ tùng cao nó đội lên thì con này nó lại được cái ưu thế là nó phổ thông. Thì nó cũng là ưu thế đấy chứ. Đây là một cái điểm mà các bạn cũng rất nên tham khảo và cân nhắc khi mà mua xe chi phí thay thế. Rồi bây giờ anh em mình đến cái ưu điểm của con Toyota Rush này đi. Cái mà tôi thích đầu tiên là cái logo. Vì ít nhất dù sao nhá, dù xuất xứ như thế nào hay như thế nào đi chăng nữa, nhưng ít nhất là nó có cái logo này thì với đại đa số người tiêu dùng vẫn là một cái bảo chứng. Đúng. Đúng không? Kể cả nó là Daihatsu. Đúng. Nhưng đã được Toyota nói đọc chung lên là có nghĩa là trách gì? Nhiệm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là
có thể đây không cần biết nó có phải là một cái xe xuất sắc hay không, nhưng chắc chắn nó không phải là cái xe lởm. Đúng, không. Khi có cái logo Toyota đóng ở đó thì chắc chắn nó không phải là một không xe bao giờ là một chiếc xe lởm, bởi vì cái sự tín nhiệm của người tiêu dùng Việt Nam không phải ngẫu nhiên mà bao nhiêu năm nay họ lại tin dùng Toyota. Mà đâu phải riêng Việt Nam. Đúng rồi, cả thế giới. Chính vì thế mà cứ của Toyota là tốt cái đã, cái điều này là ưu điểm, khẳng định luôn. Rồi, còn về phần em nha. Cái mà ưu điểm của chiếc xe Rush này đối với em đó là nó đẹp. Thật sự không biết sao nhưng mà nếu mà giữa ba xe này mà cái mình chấm điểm mà về nhan sắc vẫn thích Rush nhất. Nó hài hòa. Nó hài hòa lắm. Nó mọi thứ nó rất là nó là một cái sự hòa hợp giữa cổ điển và hiện đại. Có nghĩa là về thiết kế như hồi nãy mình nói trước cái đèn rồi. Cái đèn này nó vẫn nằm ở những cái vị trí rất là phổ thông nhưng mà nó lại là đèn LED. Rồi cái thiết kế nó hài hòa nhất giữa đầu trước và đầu sau. Ví dụ như là Xpander đi. Đầu trước thì nó lại quá xuất sắc. Đầu sau thì nó lại là giống kiểu như ngôn ngữ khác. Còn trong khi đó Rush nó rất là liền mạch, hài hòa. Hài hòa lắm, từ trước ra bên hông ra phía sau mọi thứ nó rất là hài hòa. Và cái điểm em thích ở đây là cái đường gân trên nắp capo tạo cảm giác cái xe nó cơ bắp, rất khỏe. Thực ra nói thêm về cái anh biết thiết em thích kế, cơ bắp mà. Cái thiết kế hài hòa, cái thiết kế hài hòa ở đây thì nó đem đến cái sự ổn định. Cái chính cái sự trung tính này thì nó lại dài hơi, nó không nhanh chán. Bởi vì cái gì mà màu mè quá như áo như giày chẳng hạn thì nhiều khi mình nhanh chán đúng không, nhưng mà cứ gọi là quần đen áo trắng ấy thì mình sẽ thích nó dài hơi. Nói chung thì cái xe này nó được cái đấy, tôi nghĩ là cái xe này nó sẽ được cái dáng. Nói chung là mặc áo sơ mi nó dựng đúng. Tiếp theo nữa là con này dù sao thì nó vẫn là body on frame, cho nên xét về mặt lịch sử đã chứng minh thì nó sẽ có một cái gì đấy nó bền bỉ hơn, lì lợm hơn. Đặc biệt là khi như vào những đường xấu, khi mà nó vào những đường xấu thì những cái xe mà unibody á thì là nó liền khối, thì khi mà vào những đường xấu á, cái thân xe nó sẽ bị vặn. Vặn. Cái xe vặn thì lâu ngày cái bị vặn đó nó sẽ giống như người ta hay dùng từ có nuôi chuột trên xe, ta đi nó kêu óc ép nào đó, thì trên cái body on frame nó sẽ đỡ cái chuyện đó hơn rất là nhiều. Và cái thân xe bao giờ nó cũng chắc chắn hơn. Đấy là một cái ưu điểm của cái con xe này. Cái tiếp theo nữa là cái động cơ này với tôi ý, thì nó vẫn là một cái hay. Nó không khỏe so với Kona, nhưng nó lại đem đến sự bền bỉ. Rồi nó cũng tiết kiệm, nó có cái sự tin tưởng của một cái động cơ xe Nhật. Thì so với cả chiếc Xpander thì hai cái động cơ này nó làm cho tôi tin tưởng tuyệt đối. Tôi không bao giờ tôi sợ là nhỡ làm sao để lâu hay như thế nào hay mình bị làm sao ấy. Thì động cơ của Toyota là động cơ rất đáng tin cậy. Đúng rồi. Giữa Toyota Rush và Xpander Cross cùng tầm giá thì Rush nó nhỉnh hơn về mặt option, cụ thể là cái điều hòa tự động và thứ hai là đèn tự động. Mà em nghĩ là hai cái này cần đấy. Cần, rất là cũng là một cái hay, cũng là một cái rất hay để nói cho chiếc xe này. Và thêm một cái nữa về mặt vật lý nha. Thì vì Rush nó là một cái xe dẫn động cầu sâu, cho nên là cái việc phân bổ trọng lượng trước sau của nó cũng ổn. Nó cũng không có, không phải là tất cả mọi thứ đều dồn hết về phía trước, mà là nó cái việc phân bổ trọng lượng của nó tốt. Và về mặt thiết kế động cơ các bạn, thì đây là cái động cơ đặt dọc, tới động cơ, xong rồi tới hộp số, xong rồi bắt đầu đến hệ truyền động ra phía sau. Thì về cái trọng lượng trái phải của cái xe, nó kiểu cân nó thẳng trục hơn, cân đối nó hơn. Cân đối hơn là một cái xe mấy ngàn, vì mấy ngàn thì hộp số sẽ phải nằm một bên. Với cả cầu sau thì trong trường hợp mà trở nặng hay là lên dốc các thứ thì nó cũng sẽ ưu thế hơn xe cầu trước. Nó cân đối và cái lực đẩy bao giờ nó cũng tốt hơn cái lực kéo. Thì đấy cũng là một cái mà ưu thế của chiếc xe này. Đó, anh em tôi thì cũng đã trải nghiệm ba chiếc xe này rất kỹ rồi. Rất kỹ rồi, để mà nói chính xác là chiếc xe nào hơn ý, thì nó lại phải đặt vào từng cái nhu cầu và cái con đường đấy mình đi như thế nào. Ví dụ cho đi đường nội thành thì rõ ràng là con Kona là hơn cả. Nói chung là tốt nhất là mình nên có cả ba chiếc các bạn. Rồi thí dụ như hôm nay mình đi đâu mình cần thì mình lấy cái xe đó ra mình đi, đúng không? Tại vì giờ khó để so sánh lắm, khó để so sánh xe nào hơn xe nào lắm. Nhưng dù sao thì cũng vẫn phải đưa ra một cái kết luận, theo tôi là như vậy. Thì nếu như kết luận của cả ba chiếc xe này trên thậm chí cả ba cung đường là nội thành, đường trường và những đường leo đèo dốc khó, mình bỏ qua là đường off road đi, bởi vì mình không mua xe này để đi off road. Off road không được, tại vì ba xe này đều là một cầu hết. Chỉ có ba cung thôi là nội thành đông đúc, đường trường, đường cao tốc và đường đi đèo lên Đà Lạt, Bảo Lộc hay là đường đi đấy gì đấy chẳng hạn, thì ba xe này nó sẽ là xe nào? Tôi thì tôi cá nhân tôi thì tôi vote cho chiếc Xpander. Tôi sẽ nói lý do, bởi vì tôi thì tôi thích thực dụng và thích một cái gì đấy nó giá trị nó nhận lại nó nhiều nhất.
Bởi vì sao? Bởi vì số tiền bỏ ra như thế tôi vẫn đi lanh lợi trong phố. Đường trường thì nó không quá nhanh như con Kona. Nhưng hỏi là đi có ổn không thì với tôi là vừa. Vừa với cái khẩu vị của tôi, cái nhu cầu của tôi. Đi đèo dốc thì nó yếu hơn con Kona, thậm chí tương đối. Và nó cũng không đẩy nhanh được như con Rush, nhưng mà nó vẫn đi qua được một cách an toàn. Có nghĩa là nó cũng có kém, nhưng về tổng thể nó hài hòa nhất và nó đem đến cái giá trị tốt nhất. Nói thế không phải là mình quá thiên vị cho chiếc xe đấy. Tất cả những chiếc xe còn lại nó cũng là những cái không xe rất là đẹp. Về ý kiến cá nhân của em á, thì thật sự ba chiếc đậu ở đây thì em vẫn sẽ chọn Cross Xpander, bởi vì nó là trung bình cộng của hai chiếc còn lại. Đúng rồi. Thứ nhất là nó có một cái thứ là giống như hồi nãy mình có nói là dù rằng đó, là 7 chỗ, không phải lúc nào mình cũng đi 7 người, nhưng có hai cái ghế đó nó vẫn hơn không có. Đúng rồi. Còn thí dụ khi mình gặp nó xuống thì chúng ta có một khoang chở đồ rất là rộng. Đúng rồi. Cho nên là nó mà nó đi trong phố thì cũng lanh lợi, với nó không bằng Kona nhưng mà cũng không phải là nó cồng kềnh hay gì đâu. Đúng rồi. Vì nó là bằng kính vòng tròn quay đầu rất là nhỏ luôn, hợp lý. 5m2, 5m3 gì đó, em nhớ vậy. Thì thật sự là và cái cảm giác lái của nó rất là gần gũi. Gần gũi ở đây có nghĩa là nó không có phải là bị quá SUV như cái xe này. Nó vẫn rất là giống như bạn lái một cái sedan, điều khiển rất là dễ dàng. Mọi thứ là mình đang nói về trung bình cộng thì còn Khoa thì sao? Đó là tốt nhất. Hai anh lại đưa em vào thấy hơi khó là hai anh đều chọn Xpander Cross. Mà bây giờ em chọn Xpander Cross nữa thì clip này nó không có cái này là cái bình thường. Cái này là cái rất bình thường, em có thể nói đúng, phải nói đúng để cho người tiêu dùng người ta biết. Chứ mình tất nhiên là so với những gì anh em mình đã trình bày lúc nãy thì phần nào người ta cũng đã đưa ra những cái idea trong đầu rồi. Bây giờ em nói chọn Xpander Cross thì nó lại thừa, nhưng mà em sẽ nói thật tận đáy lòng là Kona khá hấp dẫn với em bởi vì nó mạnh, nó mạnh hơn. Nhưng bây giờ em là 30 rồi, tuổi này cũng suy nghĩ tới gia đình nhiều rồi, thì em lại thấy Xpander Cross nó là cái sự lựa chọn an toàn và nó phù hợp với em lúc này. Tại vì sao? Tại vì sao tôi lại chọn trước và anh Tâm và anh Khoa lại chọn như thế? Bởi vì theo tôi nghĩ là như này, chủ quan của tôi là người Việt Nam ấy thì đại đa số phần lớn là nó vẫn là tài sản. Mình chưa quá giàu, đúng không? Người giàu không bao giờ người ta mua ba con xe này. Nó vẫn là một cái tài sản, cho nên giữa việc bỏ số tiền ra và nhìn mình nhận lại được cái gì cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho công ty mình, thì cái con Xpander Cross nó đang nhận được nhiều nhất. Nó là lựa chọn an toàn nhất. An toàn nhất, bởi vì nó vừa là thương hiệu Nhật, nó vừa bền bỉ, giá nó lại hợp lý, lại cũng tham lam một chút là vẫn chở được 7 người, mà lại cốp cũng rộng. Và quan mà trọng lại còn đẹp. Là bảo trì bảo dưỡng cũng tốt. Mà sau này nếu muốn bán lại thì cũng ổn, tại vì bây giờ nó đang rất là chuộng ở Việt Nam, cho nên cái việc bán lại cái xe này nó cũng khá là ổn. Nói chung là luôn. Nếu mình tổng quan hết tất cả lại thì Xpander Cross thực sự nó là một cái xe toàn diện, toàn diện nhất. Cái xe mà đuối nhất tôi chọn có thể là chiếc Rush. Chiếc Rush này đáng lẽ nó phải thêm nhiều thứ nữa thôi. Tất nhiên là mình không chê để làm gì cả. Nhưng cái doanh số của Rush nó đã thể hiện tất cả. Nó đã phản ánh tất cả, bởi vì người tiêu dùng cũng đã suy nghĩ rất kỹ khi mà không phải tự nhiên mà Xpander Cross nó là cái xe mà đang chạy nhất. Không những nó chiếm luôn cả cái phân khúc trên của nó là đàn anh là Innova, mà nó còn chiếm luôn cả cái phân khúc dưới là Vios. Bởi vì nó giá trị nó nhận lại được quá nhiều. Đúng. So với tầm giá đấy. Tôi nghĩ thế. Vậy em thôi. Cũng đồng ý với anh. Đúng không? Thì không biết là ý kiến của người tiêu dùng, của khán giả AutoZone, của Vlog Xe hay của Xe Hay thấy như thế nào về ba chiếc xe này, và các bạn đưa ra những cái nhận định thì có thể để lại lời bình luận, lời comment ở phía dưới để chúng ta sẽ tranh luận thêm xem như thế nào, chiếc xe nào nó mới là hợp lý. Rất mong các bạn sẽ subscribe, ủng hộ cho cả ba kênh chúng tôi là kênh AutoZone của anh Tâm, kênh Vlog Xe của anh Khoa và kênh Xe Hay. Hẹn gặp lại các bạn trong những video so sánh tiếp theo với những chiếc xe mà các bạn sẽ lăn tăn, với những đồng tiền mà các bạn lăn tăn. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi đến các bạn video. Nếu các bạn yêu thích cái thể loại so sánh như thế này thì các bạn cứ hãy để lại các cái bình luận ở dưới. Chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp để gửi đến nhiều hơn các cái clip để so sánh trực diện các cái xe trong cùng một cái phân khúc. Vâng. Và nó cũng sẽ bóp chát nhất như ngày hôm nay. Hy vọng rằng là sau những cái video kiểu như thế này thì anh em chúng tôi không có quá nhiều gạch đá để xây nhà, đúng không? Anh em chúng tôi đủ nhà rồi. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.